Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay mình dẫn cả nhà đi qua bên quận 10 cả nhà. Đi ăn bún bò thổ đá. Chị quay đây xong chắc chị lên chợ. Bún bò thổ đá. Tại đây nhà. Nhạc lớn quá. Địa chỉ ở đây là 75 Trường Sơn. Đó. 75 Trường Sơn. Phường 15 quận 10 cả nhà. Đây bún bò thổ đá này nó đối diện với công viên Lê Thị Riêng cả nhà. Đây. Đây đối diện công viên Lê Thị Riêng. Cái mặt bên đây phải của màn hình của nhà là cái mặt bên đó là cách mạng 8 quẹo vô. À. Bún bò thổ đá này cũng mở lâu lắm cả nhà, mình mới biết. Mình muốn vợ con vào đây ăn thử cho biết. Mở cái nhà vô nha. Em quay cái nhà cho xem. Đó, à, cái đó là xí quách. Xí quách bò, còn cái này là gân bò. Còn cái này là lòng. Lên lầu, ở đây nhạc lớn. Còn cái này là giò. Thấy con giò siêu to đó nha. Giò siêu to khổng lồ. Đây. Chả là cái chả. Tại vì trong đây cái đó trong... gì em, cái đó gì em? Cái đó là nạm á. Giò viên hả? Nạm á, nạm với cái đó chả. Hả hả? Tại trong đây là cái phòng người ta nấu. Nạm xúc rất là to luôn cả nhà. Gì em? Ủa cưng, cái quán mình mở từ mấy giờ tới mấy giờ cưng? 6 giờ đến 10 giờ. À, 10 giờ không? Cái này mình lên lầu mình gọi món luôn hả cưng? Thôi lên lầu đi anh. Ừ, lên lầu cái món luôn hả? Khách giờ ta ngồi đây. Ừ. Qua wow, lên lầu ăn luôn cả nhà. Không quấy. Ừ mày. Cái bàn nào cho. Ngồi đây đi. Đấy, lên lầu ăn cả nhà ơi, ở dưới nhạc ầm luôn, không quay được luôn. Bên công viên bển á. À, trò chơi trẻ em á nhà. Dịch bên đây thường. Mình thố thập cẩm nhỏ là bao nhiêu cưng? Em gồm có mấy món này. À. Dạ. Là thố lớn thì đầy đủ hơn. Thôi vậy thố lớn đi. Thố lớn ờ. Thố lớn là 99k hả cơ? Dạ đúng rồi. À cho chị hai thố lớn đi. Khoan kêu thêm gì nữa đi. Không, trong thố vậy kêu ra thôi. Ừ. À. Ủa cái quán này mình mở lâu chưa cưng không? Dạ mở lâu. Bao nhiêu năm rồi ta? Dạ được gần 2 năm ở đây. Dạ. Trời giờ bây giờ cưng cho chị hai cái thố lớn trước đi. Dạ. Dạ chị dùng nước chiều không? Cũng dạ, anh uống trà đá đó, quẹo nước ngọt đi. Anh uống nước ngọt trà đá. Tôi uống trà đào cam xả hả? Ha? Một ly trà đào cam trà xả, hai ly trà đá. Giờ có một em chụp. Rồi cho chị hai thố trước đi. Giờ mình kêu hai cái lớn, hai trà đá, một trà đào. À. Đúng rồi. Trà đào cam xả nha. Ủa cưng ơi, còn cái này là bao nhiêu một hũ vậy? Dạ 10.000. À 10.000 một hũ sữa chua. À này sữa chua nữa hả? Dạ. Ủa không lạnh đó nha. Công nhận ở đây cái không gian đẹp. Quá đẹp luôn đó nha. Quá đẹp luôn. Khách hàng ăn ở dưới ngoài mà nhà. Quá trời luôn đó nha. Vậy đùng đùng luôn hai chồng lên đây. Mà thường thường khách cũng lên đây ăn đó nha. Đó cho nó nhìn qua cũng như được luôn đó nha. Đó là nó nằm trên đường Trường Sơn á. Là 75 Trường Sơn, phường 15, quận 10. Nó nằm cách mạng 8 quẹo vô là nó nằm bên hông của Lê Thị Riêng luôn. Ở đây có xíu quách tỷ nữa. 70.000 một cục, siêu to. Đó, tô thường là 50. Cái tô đầy đủ là 70, 80. Tô đặc biệt bò tỷ là 85. Ừ. Cái đó là giá thố đá là ừ. có 99.000. Còn 120 là 120 là cái gì? 120 tỷ bò. Tỷ bò thêm. Ờ. Rồi đó mình ăn có ăn phở thố đá và chưa có ăn bún bò thố đá. Đúng rồi, lần đầu tiên ăn luôn á. Có ông phở thố. Mở bán qua thập phật thử đá là lâu rồi phải không? Mấy năm rồi phải không? Mở em đó 2 năm, 2 năm mấy. 2 năm mấy mà vợ chồng mình chưa không biết luôn nha. Bữa vô tình chạy ngang thấy thôi. À, trên đó có bán bún bò ngay bún ruột của bà. Mà thử đá rồi, ăn phở thử đá rồi, bún bò thử đá chưa nè. Để ăn thử cho biết. Cái này là hai phần đó. Cái dọn này ra giống ăn lẩu quá ha. Cắp vô. Bây giờ cắp lên cái nhặt lên bàn luôn cả nhà. Thịt này không có nhà. Ngon, nhìn hấp dẫn. Cái này là tái. Ừ. Nên tái lên trước. Anh thích ăn củ này nè. Em có bỏ nè. Ờ.
giờ á là cái chỗ mà quay mà trong cái quầy nấu á nha, người ta làm cái lồng kiến mà không có vô review thực tế được. Đấy, mình chỉ quay sơ sơ thôi. Quay mà xuyên kính, xuyên cứng kính qua luôn. Rồi sơ sơ thôi. Tại dưới đông lắm mà nó quay phải nhiều khách luôn á nha. Thấy chữ thú ra có bún bò nó chịu nổi đâu, cũng đi dặn mưa quá. nghe món ruột nữa. Mới vừa ăn chay xong. Vừa hết ngày chay. Mới hết ngày chay luôn. Vừa hết ngày chay luôn á nha. Nó bụng quá. Nó bị trộn quá, mập quá. Mập quá nó bị vậy. Tôi kéo ghế ra ngồi luôn. Ủa thôi quậy thôi nữa luôn. Ở đây có lẩu nữa. Quá nhìn thèm quá em ơi. Ở đây là có lẩu nữa anh. Này, cái này giống như lẩu rồi em. Không, người ta kêu cái lẩu riêng á. Ờ. Trời ơi, nó sờ bột luôn á. Thôi, thơm. Ủa, có siêu khách nha em? Có chứ, đầy đủ mà. Ủa, có siêu khách đấy nhở? Có siêu khách là mình khoái rồi đó. Đó, nó sôi cái nhà thấy không? Sôi một luôn. Nhìn nó ấu tối này, ít sơn quá luôn. Nói trời luôn. Quá. Cái gì vậy? Hai cục siêu bách luôn á nha. Mấy cục? Hai cục siêu bách siêu to luôn. Còn này là cái gì á? Là... chả. Cái này là chả. Chả hả? Rồi với gân. Rồi cái này gọi là gì ta? Cái đó là lòng. Lòng bò á anh. Lòng bò. Bò gân. Ngon á nha. Tỷ nè, còn nguyên ông tỷ nè. Đây. Nguyên ông tỷ á. Đó. Rồi em đói bụng luôn á chồng. Nay thớ xôi cũng đang xôi bộ bụng luôn. Wow, cả nhà thấy xôi quá nhỉ. Bây giờ chồng mà cả nhà muốn bò hả? Muốn bò thớ. Muốn bò đá. Giờ chồng mình mời cả nhà muốn bò thớ đá nha. Mời cả nhà muốn bò thớ đá cả nhà. Này tỷ này em, cái này tỷ á. Ừ. Em bỏ anh luôn đi, thân luôn. Bỏ từ miếng thôi. Phải chừng 7 tỷ này cũng. Một số như là 99 ngàn cả nha. 99k. Nhà có cha, có niêm chăm gì không ta? À, đậu chua đó kìa bác. Rồi, nghe cái muỗng này dễ thương không? Nó phải không, bỏ vô. Thủ uống hết luôn đi. Ăn nhiều bỏ nhiều. Không, để mình thối gì ăn luôn anh. Phải không? Ừ. Chơi luôn nha. Lần đầu tiên ăn lộn cộng lắm cả nhà ơi. Đại đi. Đói rồi. Ăn bao nhiêu bún bỏ bao nhiêu thôi nha. Ăn hết, đói rồi. Ăn sập. Ăn cả thế giới luôn. Nên đây là cả nhà bỏ bún bỏ rau rồi vô là cái thố ngon lắm nha. Đây, đây là một thố nè, hấp dẫn quá. Đó, đây là bún bò thố, đây là thố 99k. À, mà cả nhà muốn bò thố đá cả nhà. Mời cả nhà muốn bò. Ủa mà mời ngồi vô cho mình mời nữa. Wow, nặng muốn tỷ cả nhà, đây nè, muốn tỷ nè em. Đừng bỏ cho thấy quá quá trời cái thố bún bò luôn chồng ơi. Cái này là ăn thịt cài, không đã no rồi đó. Cay mà. Cay hả? Thôi nước ngon quá. Ngon quá. Phê quá. Quá đã. Có người chưa không nổi rồi đó. Qua đã.
Trời ơi. Cái sụn là cái này. Gân không mà. Cái này phải trang mấy này vô nè. Quá đừng có mưa mình ngang nhiên hồi ăn xong ngang nhiên chơi luôn nè. Ừ. Sao? Thôi. Nè không vậy? Nè không. Ngon à? Ngon. Ngon. Ăn một cái thú này thịt nhiều thiệt luôn, ăn quá trời nhiều thịt luôn. Đúng không? Theo ăn thú nhỏ là vừa. Không, tại thú nhỏ là không có đầy đủ hết. Ủa chứ không phải là thú nhỏ nhỏ hơn hả? Nhỏ hơn nhưng mà ít đồ hơn. Ăn hoài nóng hoài luôn á nè, nóng quá. Nóng quá luôn á. Hơn một thố này nói chung là 100 nghìn là ăn đáng đồng tiền luôn á. Đúng rồi. 99 ngàn à. Trăm đâu ra 100. Ha. Không, quá ngon. Xuất sắc. À, cái này gọi là cái gì? Cái này cái gì? Khăn lông hả? Nói chung là lòng bò đi. À, nó là lòng bò mẹ cả nhà. Quá ngon. Không, mà vô tình nhập quán này mình ghé ăn quả cả nhà. Nhưng mà giá thì cũng hơi gắt gắt miếng. Nhưng mà ngon. Ok lắm á nhỉ. Quá trời bò, nguyên một dĩa bò tái luôn mà. Em ăn cái này đi. Cái gì? Cái bò bò nè. Đây. Chấm nè. Ha. Gân. Gân. Phải ăn biết kiểu gì luôn trời. Ngon quá mà quên mẹ chân. Ở đây là hai cục xíu quách luôn. Mi ra chú ơi. Giá vô hết luôn đi cả nhà. Ăn gì mới đã. Cho nó hạ nhiệt độ nóng xuống. Quá nóng. Cái này ngon quá, cộng này ngon quá. Phải không? Anh ăn chưa? Đưa bài rồi mà. Ủa cộng này anh đâu đưa em? Tỷ mà, tỷ ăn rồi. Ăn tỷ bỏ tỷ cả nhà. Quá ngon. Không có nhà có việc mà đi qua quận 10 cả nhà. Đường Trường Sơn nên ra tập thăm công viên Lê Thị Riêng. Cả nhà có việc cho em ghé ăn thử bún bò thố đá. Quá phê luôn cả nhà. Thật kỳ là ngon. Quá ngon. Ngon thiệt ha. Giá này người ta ăn rất là nhiều quá nha. Ngon lắm. Dưới nhiều bữa là đầy, ngồi đầy bàn luôn á. Giờ tới đây có lên đây thì mấy bạn luôn. Có lẩu không? Lẩu bò nhúng mắm ruốc à. Mà cái đường này, cái đường Trường Sơn có cả đất mạng dám bẹo vô á.
là ban đêm bán đủ thứ hải sản không có nữa, đồ nhậu quá cũng có nữa, đúng không? Bữa vô tình cái mà kẹt xe mình lủi đây mình né gặp. Ăn cục chả nữa nè, chả ngon, bự hơn. Ăn nữa. Chả bò. Chả cua. 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 Ngon lắm. Mình sẽ xử cục chiếc quách này. Cục chiếc quách quá bự luôn á. Ôi, cái quách này nó mở không có găng lên mình. Cái đó mở giòn ăn ngon. Ngon quá. Quá wow. Để tâm chứ quá mà cạp, cắm cạp như thế nào. Đúng rồi, rất ăn ngon. Bây giờ phải kêu cho con chứ không thối để lâu lắm. Đúng không, ngồi chơi. Đã hết mưa rồi. một tố mà thập cẩm không xíu quách nha. Thôi chín gà bỏ gì bỏ đi, ngon lắm, ăn lại đi. Ăn thử xíu quách luôn. Xíu quách không có mỡ gì vậy. Ngon không? Tại vì mình không lấy xíu quách á. Cái nào mà cha kêu con ăn mà có là tuyệt vời. Tại mình kêu không có xíu quách thì có tái nhiều. Phải không? Ừ. Trời ơi, có là người hút luôn nha. Tới giờ còn nóng chỗ không nổi. Có hành chua 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 ăn đã em. Nóng quá nóng. Quá đã. Quá phê luôn. Quá nóng rồi chồng ơi. Nó đây đông quá mà đừng dám ăn bốc quá nhà, bốc ngon hơn. Rồi, nóng quá nóng. Nóng quá. Anh thích ăn cái gan gan này nó ngon. Cho miếng hành nó ngon quá em. À, dạ đúng rồi. Chị ăn được không ạ? Dạ ngon quá. Dạ tại nãy nói mà em nó không biết, em nó tưởng đâu rồi bút quảng cáo. Tại vì em kêu là ở nhà mình đâu có bút quảng cáo đó, nó kêu là có. Dạ. Chị ăn có gì góp ý cho em nha. Dạ dạ. Tại bên kia bữa nay khách đặt đông quá, khuôn bàn cho nên không còn bàn. Dạ. Dạ. Đây là chủ quán đó nha. Đây là chủ quán dễ thương quá. Ông ấy là bữa này mà ăn rất là ngon. Dạ và chào anh kể em từ lẩu bò đến mắm ruốc á. Bữa nay cái thứ hai lẩu thôi. Dạ. Cái quán này mình mở lâu chưa? Mở được 1 năm rồi chị. 1 năm nè. Không, cái này quá ngon. Cái này làm chứ em mở cái phân bì. À. Xong sau đó em mở cái phân bì để chuyển về đây. À, cách mạng tháng 8 nữa. Bán là Xuân Hồng, Xuân Diệu á. À, Xuân Hồng hả? Dạ, cách mạng tháng 8 nữa là hai chi nhánh. Dạ, là ba cái luôn. À, cảm ơn em. Chú ăn trẻ quá cả nhà. Quán quá trẻ luôn mà mở hai quán cũng ghê. Đang mở quán nữa đại diện. Quá giỏi đấy. Tuổi trẻ tài cao. Bún bún em. Anh ăn bún em ơi. Bún của em à? Anh nhiều quá. Đói quá cả nhà. Nhưng mà nước súp này ngon quá.
Không có nhà có gì qua ăn thử thì mua cái bún bò thố đá này cả nhà, ngon lắm cả nhà. Ê, nó nói là có lẩu nhúng đậu bò nhúng mắm ruốc ngon lắm, bữa nào mình cũng sẽ qua mình thử. Một cái tô mình kêu tô, em kêu tô nhỏ là ăn đã đủ rồi, tại vì mình muốn cái tô bự chứ nhiều quá. Ngon, cái bự ăn đủ, tôi ăn đủ luôn. Ăn đó cả nhà, ngon nữa. Ít cái nào mà ăn nhiều vậy đó. Ăn cái bún bò này rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Rất là hợp khẩu vị của mình luôn, từ từ ngon. Mấy nấu nêm gì đâu ta? Không cần nêm gì luôn cả nhà. Em chỉ bỏ thêm miếng sa tế thôi, cay quá. Ở đây người ta làm cái nền màu vàng mà cái tông màu đen hết đẹp ha. Nó thắp lên nữa. Cho anh mấy hàng đi. Cái phần này kêu vào trong con trai mình đó nhỉ. Ồ, còn chưa bắt luôn hả? Mời còn xương không ạ? À? Cắn xương luôn mới đã. Cái này xương cắn không được, đâu phải sụm đâu. Bún bò này ngon lắm đó nhỉ, cực kỳ ngon luôn á. Cái này có gì cứ ăn thử đi. Anh hả? Rất là đặc sắc luôn. Nếu ăn thử một lần thử mình nói đúng không? Cực kỳ là ngon luôn đó nha. Số 1 luôn. 75 Trường Sơn, phường 15 quận 10. Nằm bên hông của công viên là tự nhiên luôn đó nha. Đây là sữa chua dẻo á. Là 10 triệu một hũ như vậy. Giống sữa chua. Ờ, ngon quá. Ngon. Ngon, ngon, ngon. Không có một miếng cát luôn á. Thường thường sữa chua có đá, có cát cát, còn này không có luôn, mịn chân luôn. À ngon quá. Nhưng mà anh không thích ăn sữa chua. Anh thích ăn sữa tươi à? Cái này nó ngọt vừa phải là ngon lắm anh. Không ngon. Cái này mình phải yên tâm, có bán hủ đem về em sẽ mua. Bán cua bếp chi, bếp chi ơi, bếp chi ơi, cua này lóc bóc lóc luôn cả nhà. Đây là một cái tô. Nhầm nhầm. Không, anh ăn xong anh ăn thử cái này đi, quá ngon luôn á. Ngồi con ăn đi con. Ăn bao nhiêu tao đem ra hả? Quá đã này rồi. Cái này học tiêu đã ra. Cái cây đã ra rồi. Trời ngon quá. Quá ngon. Đã quá. Của chị có chưa? Số 1 của bạn. Bún bò thố đá này ăn cực kỳ ngon luôn. Cái nhà có gì thì qua đây thử, cực kỳ là ngon đó nhỉ. Uống nước đi. Uống miếng nước đi. Câu vậy là 50 99 99k. Con đủ đầu luôn. Thấy sụng đủ thứ luôn. Đủ thứ thập cẩm luôn á.
Lần đầu tiên ăn phở, thế ăn bò tấu đá, phở phở đá hoài. Lần đầu tiên không muốn bò tấu đá thì em tìm bò phê. À, khách lên đấy nè. Đây, bây giờ khách lên quá gần. Đó. Trên đây còn có mấy bạn, còn hai bạn nó hết rồi các nhà. Có các bạn. Đang chỉ mới vô với hai bé. Chủ quán mới đưa mình lên đây là lên là có hai trọng thôi. Giờ rồi lên đây nhóc có chơi mọi giờ còn với các bạn. Cái nhà có việc thì ghé ăn thử nha, như mình nói ăn thử cái muốn bò tôi đã để ngon cả nào cái nhà. Thôi cả clip mình kết thúc ở đây, cảm ơn các nhà đã bỏ thời gian quý báu cho mình. Cả nhà đừng quên đăng ký chia sẻ ủng hộ cho kênh Quán Vàng để mình có động lực làm những clip tiếp theo. Bye bye.